Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chào hội thánh. Hello. Chào hội thánh. You know, I want to say good morning because I'm used to preaching at 9 o'clock, but it's not 9 o'clock. Tôi định là chào buổi sáng, nhưng mà bởi vì tôi thường giảng ở trong lễ tiếng Anh vào lúc 9 giờ, nhưng mà bây giờ thì không còn là sáng nữa mà bắt đầu trưa rồi. You know, today you've heard from many people, and you can feel it even in the room that there's an excitement that we're all united and we're all together. Hôm nay chúng ta được nghe những người trong hội thánh cũng như những điều chúng ta vừa nghe, một không khí hết sức là phấn khích cho chúng ta trong buổi sáng hôm nay. You know, as they were doing the time of tithing, something that was said that really blessed my heart. Trong thời giờ chân hiến, có điều đã nói và đã làm cho lòng của tôi được phước lắm. We're able to sit now in a service or in the church where grandpa and father and son get to all be in the same room. Chúng ta được cơ hội để cùng nhóm lại ở trong một cái buổi nhóm mà những người ông cha và con cháu có thể cùng nhóm chung lại với nhau trong một buổi nhóm. And it's such a beautiful thing to be able to look around and see that there are friends and family members here who are able to sit next to one another in one service, even though you may not speak the same languages. Đó là phước hạnh để có thể nhìn ở trong phòng này và chúng ta thấy rằng các lứa tuổi, những người cùng các ngôn ngữ khác nhau, chúng ta có thể nhóm lại chung với nhau trong một buổi nhóm như thế này. And if you can, will you do me just one quick favor? Just the people around you, maybe one or two people, just say hello to them and just welcome them here to church this morning. Nếu có thể được, xin quý vị giúp cho tôi trong việc này là xin đứng lên và chúng ta đến với người bên cạnh của mình, một hai người gì đó. Chúng ta hoan nghênh và chào mừng họ đến nhóm lại với chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Today is going to be a great day, great service. Hôm nay sẽ là ngày phước hạnh tuyệt vời mà chúng ta sẽ cùng nhau thờ phượng Chúa. Well, as you take your seats, trong lúc quý vị trở về chỗ ngồi của mình, if it's your first time here, we'd like to welcome you and thank you so much for coming out to church today. Hôm nay là lần đầu tiên quý vị có mặt tại đây thì chúng tôi xin hoan nghênh và chào mừng quý vị đến với hội thánh của Chúa. And if it's your first time here, I'd love just a second to introduce ourselves. My name's Samuel. I'm one of the pastors here, and this is my father, Pastor Khan, who is the senior pastor here at the church. Nếu quý vị là lần đầu tiên đến nhóm lại tại đây, cho chúng tôi xin được giới thiệu về chúng tôi. Tôi mục sư Sam, một trong những mục sư có mặt học vị Chúa ở tại hội thánh tại đây, và đây là ba của tôi, mục sư Huỳnh Quốc Khánh là mục sư quản nhiệm của hội thánh của Chúa tại đây. And I hope that today that something that you can see even with us standing up here, we're two different people, two different generations, but father and son serving the same God that we all get to. And nếu quý vị có mặt tại đây, xin chúng ta để ý đến một cái bức ảnh tuyệt vời mà chúng ta thấy ở tại đây. Chúng tôi hai con người khác nhau, là con, là cha, cùng nhau học việc Chúa ở trong hội thánh, ở trong ơn của Chúa. And here at church, we've been praying and we've been meeting together almost every single day for 65 plus days now. Và trong hội thánh ở tại đây, chúng tôi đã có thời giờ để nhóm lại mỗi buổi tối hơn 65 ngày qua. And that doesn't mean just Sundays. We've been meeting Monday to Friday and then coming back on Sundays. Và chúng tôi nhóm lại từ ngày thứ hai cho đến ngày thứ sáu và trở lại trong ngày Chủ nhật để cùng thờ phượng Chúa chung với hội thánh. And the reason why is because God's been doing something so amazing here at our church that we just couldn't stop. Lý do bởi vì Chúa đang làm những việc rất là lạ lùng trong hội thánh và chúng tôi không thể dừng lại. We've seen prayers answered. Tôi thấy những lời cầu nguyện được Chúa đáp lời. We've seen miracles happen. Chúng tôi đã thấy chứng kiến những phép lạ xảy ra. We've seen people who have not known the Lord come to service, get saved, and the Lord provides for them the very next day. Chúng tôi thấy có những người chưa tin Chúa đến và đã tiếp nhận Chúa, được cứu, và ngày hôm sau thì được Chúa nghe đáp lời cầu nguyện và có những điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra. We've seen the Lord rekindle marriages who were broken. Chúng tôi thấy có những hôn nhân được Chúa ngài làm cho nồng ấm, được chữa lành những hôn nhân bị gãy đổ. Families who have been separated for a while come back together. Những gia đình đã từng bị chia rẽ cũng như là ngăn cách đã trở lại và có thể đoàn tụ với nhau trong ơn của Chúa. We've seen people who have left the church come back to church. Và chúng tôi thấy có những người đã rời bỏ hội thánh đã trở lại để nhóm thờ phượng Chúa với hội thánh. But why do I share all that with you? Tại sao tôi chia sẻ điều này với quý vị? This is not a 10 good things to share so that you'll come to VBC Houston and make this your church. Đây không phải là 10 điều chúng tôi chia sẻ về những điều tốt đẹp để khuyến khích quý vị quay trở lại nhóm lại với hội thánh.
This is 10 good things to tell you about what God's doing. Nhưng mà đây là 10 điều mà chúng tôi muốn nói lên để tạ ơn Chúa vì những việc Chúa ngài đang làm. You know, I think that's something that's hard for a lot of people to understand is that if you haven't been in church for a while or if it's your first time at church or coming back to church, there might be things that have pushed you away from church. Có thể đây là lần đầu tiên quý vị đến nhóm lại với Hội Thánh, hoặc là đã lâu rồi không nhóm lại với Hội Thánh và trở lại để nhóm lại với Hội Thánh. Có thể trước đây có những lý do đã đẩy quý vị đi xa Hội Thánh cũng như là sống xa Chúa. Maybe for some of you in the room, you've been to church all your life. Có thể có người tại đây đã lớn lên và sinh hoạt trong Hội Thánh suốt cả cuộc đời của mình. But maybe your relationship with God may not be where you want it to be. Nhưng mà mối liên hệ của bạn với Chúa đang ở trong cái chỗ mà không đáng để có, cũng như là đang gặp những sự khó khăn. But that's the beautiful thing about our Lord. Mà cái điều tuyệt vời đẹp đẽ của Chúa của chúng ta. That he'll meet you exactly where you need him to meet you. Đó là ngài sẽ gặp gỡ bạn ngay tại chỗ bạn hiện tại. And he loves you just the way that you are. Ngài yêu thương bạn như là chính con người của bạn hiện tại. Now today I've got a pretty short message to share with you all. Sáng hôm nay tôi có một sứ điệp ngắn để chia sẻ với quý vị. It's important. Nhưng mà rất là quan trọng. Because in the world that we live in right now, bởi trong cái thế giới mà chúng ta đang sống, nobody has to sugarcoat it. Không ai cần phải bọc đường những cái sự thật này. And no one would say that our world is perfect right now. Không ai có thể nói rằng thế giới của chúng ta đang sống là một thế giới hoàn hảo. If you just turn on the news for 5 seconds, you feel like tomorrow is going to be the last day on the world. Nếu chúng ta bật tin tức lên để chúng ta nghe thì chỉ trong vòng 5 giây thôi, chúng ta có cảm nhận như là thế giới của chúng ta sẽ đến ngày tận chung ngày mai này. You hear about wars, or you hear about a new virus, or you hear about the government doing this, or people saying this, like that's all that you hear about. Chúng ta nghe những tiếng đồn về giặc giả, cũng như là chúng ta thấy chiến tranh giặc giả đang diễn ra, và chúng ta nghe những tin tức về những con virus, hay là chúng ta gặp phải những cái điều khó khăn ở trong sinh hoạt chính trị, cũng như là chúng ta thấy nhà nước hiện tại đang có những cái đường lối hoạt động. How are you supposed to navigate through life when the world is not a place that seems happy? Làm sao để chúng ta có thể bước đi trong cuộc sống này và có thể lèo lái cuộc đời của mình ở trong một thế giới đầy những sự khó khăn như vậy? How do you go to work and try to bring joy when it seems like everybody's down? Làm sao để chúng ta có thể đi làm mỗi buổi sáng để chúng ta đem cái niềm vui đến đó trong khi những người xung quanh của chúng ta và thế giới đang tìm cách để kéo chúng ta ngã gục? I'll tell you this. Tôi chia sẻ với quý vị. You won't be able to if you're trusting your life in the world. Chúng ta sẽ không thể làm được và có được cuộc sống như vậy nếu chúng ta đặt lòng tin ở thế giới này. But if you trust your life in God's hands, nhưng mà nếu quý vị đặt lòng tin của mình và giao trọn đời sống của mình ở trong tay của Đức Chúa Trời, if you can trust your family and trust your future in God's hands, nếu chúng ta có thể giao đời sống của chúng ta tin cậy nơi Đức Chúa Trời, cho đời sống cá nhân của chúng ta, gia đình của chúng ta ở trong tay toàn năng của Chúa, things are definitely better. Thì chúng ta biết chắc một điều là đời sống của chúng ta sẽ tốt hơn. And I want to share with you about that today. Tôi chia sẻ với quý vị điều đó trong ngày hôm nay. You know, today my title for the message is Saved by One Body, Led by One Spirit. Chủ đề tài của sứ điệp của chúng tôi hôm nay là được cứu bởi một thân thể và được dẫn dắt bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. As I was putting this message together, I was asking the Holy Spirit, "What's the message for today? What's the message for our Thanksgiving, you know, service together? What should I share about, Lord?" Khi tôi suy nghĩ và chuẩn bị cho bài giảng ngày hôm nay, tôi đặt câu hỏi đó là làm sao để chúng ta có thể có cái lòng để cảm tạ Chúa mà chúng ta có thể sinh hoạt ở trong cái buổi nhóm như thế này. And I just felt from the Holy Spirit to just share about the love of God. Và tôi cảm nhận được sự thúc đẩy của Đức Thánh Linh để chia sẻ về tình yêu của Đức Chúa Trời. And I think that a lot of people don't understand how important it is to have God's love actually in your life. Tôi biết rằng có một số người chưa hiểu được cái tầm quan trọng của việc có Đức Chúa Trời, có Chúa ở trong đời sống của mình. The scriptures that I want to read for you is from John 3. Phần kinh thánh mà tôi xin đọc cho Hội Thánh buổi sáng hôm nay, cho hội chúng ngày hôm nay, đó là trong Phúc Âm Giăng chương 3. 16-21. Từ câu 16 cho đến câu số 21. And for many of us, John 3:16 is the most famous verse that many of us know. Và đối với nhiều người trong chúng ta thì Giăng chương 3 câu 16 là câu kinh thánh rất nổi tiếng mà hầu như mọi người đều biết. But for many of us, we do live life based off of John 3:16, but we don't continue after that. Có nhiều người trong chúng ta cũng cái nan đề đó là chúng ta bắt đầu với Giăng chương 3 câu 16, nhưng chúng ta không tiếp tục sống theo như tinh thần và phước hạnh của Giăng chương 3 câu 16. So let's read together. Nên chúng ta cùng đọc lời của Chúa hôm nay. Verse 16 says, "For this is how God loved the world, he gave his one and only son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life." Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Verse 17, God sent his son into the world not to judge the world but to save the world through him. Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian nhưng để thế gian nhờ con mà được cứu. And there is no judgment against anyone who believes in him, but anyone who does not believe in him has already been judged for not believing in God's one and only son. Ai tin con thì không bị kết án đâu, còn ai không tin thì đã bị kết án rồi, vì không tin đến danh con một của Đức Chúa Trời. And the judgment is based on this fact. God's light came into the world, but people loved the darkness more than the light, for their actions were evil. Câu số 19, sự kết án đó là như thế này. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng loài người ưa thích bóng tối hơn ánh sáng vì việc làm của họ là xấu xa. All who do evil hate the light and refuse to go near it for fear their sins will be exposed. Vì ai làm ác thì ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, e rằng công việc của mình phải bị phơi bày. But those who do what is right come to the light so others can see that they are doing what God wants. Những ai làm theo chân lý thì đến với ánh sáng để các việc làm của mình trong Đức Chúa Trời được thấy rõ. And I think that for many of us, going from John 3:16, it's really easy to remember because you hear it growing up every single day. Đối với nhiều người trong chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta từ nơi dân chương 3 câu 16 này, chúng ta thấy rất là dễ hiểu bởi vì chúng ta đã lớn lên và chúng ta đã học biết phần kinh thánh này. But how do we carry on this scripture in our world where there are many people who still choose to live in the darkness instead of in the light? Và làm sao để chúng ta có thể mang cái sứ điệp của phần kinh thánh này trong khi có nhiều người đang sống và chọn sống cách xa với lại chân lý và ánh sáng của Chúa. Or maybe some of us in the room who understand the light, who have chosen to live a life with God, but instead of living in total darkness, you're like, I'll just dim it a little bit. Có nhiều người trong chúng ta, một số khác, thì chúng ta sống với một cái thái độ đó là chúng ta đang sống ở trong cái thế giới này tối tăm này. Thay vì chúng ta bước đi trong ánh sáng của Chúa, thì chúng ta chỉ muốn là chúng ta chỉnh cái độ sáng nó thấp hơn một chút thôi, rồi chúng ta vẫn tiếp tục sống ở trong bóng tối. Like I'll look perfect enough on the outside so everybody thinks I'm living in light, but I'll live a life at home or where people see me, not in total darkness, but just a little bit. Hay là bên ngoài thì tôi ráng cố gắng sống và bày tỏ cái vẻ bên ngoài cho nhiều người thấy, nhưng mà tại nhà thì đời sống của tôi hoàn toàn sống ở trong bóng tối. But none of us are perfect. Nhưng mà không có ai trong chúng ta là hoàn hảo hết. Not a single person in this room can say that they're perfect. Không ai trong chúng ta có thể nói rằng đời sống của chúng ta là trọn vẹn. You can say that you try to be perfect. Chúng ta có thể nói rằng mình cố gắng để mình được trở nên hoàn hảo trọn vẹn. But yet even in trying you can still make mistakes. Nhưng mà trong lúc chúng ta đang cố gắng thì chúng ta vẫn còn vấp phải những cái lỗi lầm. So what you're telling me, Pastor Sam, is there's no way for me to be perfect. Như vậy Mục sư Sam nói rằng như vậy là không có cách nào để tôi có thể sống một đời sống hoàn hảo trọn vẹn sao? And that's true. There is no way for us to be perfect. Đó là sự thật, đó là thực tại. Không ai trong chúng ta có thể cố gắng mà có thể sống một đời sống trọn vẹn hoàn hảo được. That's the whole reason of the gospel. Đó là lý do chính của phúc âm của Chúa, của tinh lành của Chúa. If perfection was the only way for us to get into heaven before the sacrifice of Jesus Christ, none of us would go to heaven. Nếu hoàn toàn trọn vẹn hoàn hảo là điều kiện để chúng ta được lên thiên đàng thì trước khi sự hy sinh của Đức Giêsu không một ai và không có một người nào có thể đạt được điều kiện để được lên thiên đàng. It would be saying this. Thì có thể chúng ta sẽ nói như thế này. It's like whenever you grow up going to an amusement park. Giống như chúng ta khi chúng ta trong tuổi lớn thiếu thời của chúng ta đi chơi ở tại một cái sân chơi để chúng ta giải trí. In order to ride this ride, you have to be this height. Để chúng ta có thể tham gia vào ở trong một số những cái trò chơi thì chúng ta phải có một cái chiều cao tiêu chuẩn nào đó đòi hỏi. And there's always a measuring stick where you have to stand as a child to see if you measure enough to be able to ride the ride. Thì trên lúc chúng ta xếp hàng để chúng ta lên cái cuộc chơi đó thì chúng ta thấy rằng luôn có một cái thước để đo xem cái chiều cao của chúng ta như thế nào, có đủ để chúng ta có thể tham dự trò chơi đó không. Either you made it, hoặc là chúng ta và có đủ chiều cao, or you didn't, hoặc là không. Growing up, khi chúng ta lớn lên, I was short and tubby. I didn't make it. Tôi thì mập và lùn, cho nên tôi không thể tham dự vào các trò chơi đó. See, I said tubby, not fat. Tubby's a little bit different, you know, Dad. It's just a little different. But I didn't make it. Nhưng mà tôi có rất là nhiều lần bị đánh rớt. And I could plead with the amusement park, you know, ride person, please, I'm just maybe this much shorter, but he would say no. Ok, tôi năn nỉ cái người mà gác cái cổng để lên cái trò chơi đó là làm ơn cho tôi lên, thì câu trả lời luôn luôn là không đủ tiêu chuẩn. Come on, give me a chance. My friends are tall enough. No, I'm sorry. Xin cho tôi có cái cơ hội vì bạn của tôi thì đủ chiều cao cho tôi đi chung với họ. Câu trả lời là xin lỗi, không được. And what if life was still like that, where
We were measured by what we had in life and what we've achieved in life without God. Và cuộc đời của chúng ta cũng giống như vậy, được đo, nếu được đo dựa trên những gì, những thành quả của chúng ta để chúng ta có thể đạt những tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. And if the measuring stick was perfection, none of us would be able to meet it. Nếu cái thước đo của chúng ta là trọn vẹn thì không ai trong chúng ta hội đủ điều kiện. See, and that's something that we have to understand here in this room right now is that none of us are perfect. Đó là điều mà chúng ta hết thảy cần hiểu, cần nhớ, đó là không ai trong chúng ta trong phòng này là trọn vẹn hết. But that's why the scripture is so important. Đó là lý do tại sao phần Kinh Thánh này thật là quan trọng. So that God loved the world so much. Vì Đức Chúa Trời Ngài yêu thương thế gian đến đổi, nhiều đến đổi. He gave his son for us to be able to live this life that we now live. Ngài ban con độc sanh của Ngài để chúng ta có thể sống một đời sống như chúng ta đang sống. You know, and for many of us when we think about that, it's not easy to really understand that because one, you weren't there during that time. I wasn't there during that time. I wasn't alive. I wasn't even thought about. Except, I was only thought about by God. Nhiều người trong chúng ta có thể thấy rằng điều này rất là khó hiểu bởi khi việc xảy ra, Đức Chúa Trời ban con của Ngài để làm cứu Chúa của chúng ta đó. Chúng ta không có mặt ở tại đó. Tôi cũng chưa được sanh ra. Tôi cũng không nghĩ về. Nhưng mà điều quan trọng mà chúng ta cần nhớ tại đây là Đức Chúa Trời, Ngài yêu thương và Ngài nghĩ đến mỗi một chúng ta. He thought about us even before we even knew him. Ngài đã nghĩ đến chúng ta, Ngài nhớ đến chúng ta ngay khi chúng ta chưa biết Ngài. There's a debt that our lives really owed. Có một cái món nợ rất lớn mà trong cuộc đời chúng ta tất cả đều thiếu nợ Chúa. But he paid it for us. Và chính Chúa, Ngài đã trả xong cái nợ đó cho chúng ta. And for many of us, that concept of paying our debt, you think personally in your life, what debt do I owe besides the money that I don't have? Thí dụ khi chúng ta suy nghĩ về vấn đề trả những cái món nợ trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta đặt cái câu hỏi đó là cái món nợ là gì trong cuộc đời của tôi trừ ra cái tiền mà tôi không có. Where all of us are in life, as I look around and I can see everyone in the room would understand what consequences are. Tất cả chúng ta khi tôi nhìn ở trong phòng này, chúng ta đều biết được cái hậu quả của những cái công việc mà chúng ta làm. And if I change the wording, changing it from debt to consequences, there's a consequence for every action we've done in life. Cho nên tôi đổi cái từ ngữ đó là thay vì những cái nợ ở trong nợ tội trong đời sống của chúng ta, và tôi nói rằng đó là những cái hậu quả của tội lỗi trong đời sống của chúng ta. See, I understand this a little bit. Thì tôi hiểu điều này rõ hơn một chút. Because I grew up in a house with a lot of siblings. Vì tôi lớn lên trong gia đình có nhiều anh chị em. Who's an older sibling in the room? Raise your hand. Ai là người anh chị cả ở trong nhà của mình xin đưa tay lên. I got a chance to walk by. I saw Michelle's brother. I know he's an older sibling. Tôi bước ngang và được gặp Michelle, anh của Michelle và biết rằng là người anh lớn ở trong nhà. I stood on stage next to my younger brother. Tôi đứng ở trên tòa giảng buổi sáng hôm nay bên cạnh em trai của tôi. Now, there's a consequence growing up to being an older sibling. Có một cái hậu quả hay là có một cái khó khăn mà chúng ta gặp phải khi chúng ta lớn lên trong gia đình mà chúng ta là cái người anh cả chị cả trong nhà. And it's usually when the younger sibling does something wrong that the older sibling gets in trouble for it. Có một cái điều xảy ra trong gia đình của chúng ta đó là những đứa nhỏ ở trong nhà các em làm cái gì sai đó thì đứa lớn ở trong nhà lại bị đánh đòn hay là bị phải trả cái giá cho em của mình. How does that make sense? Chúng ta No, hold on. How does that make sense? Dad, how? Làm sao để có thể là làm sáng tỏ và hiểu được vấn đề này, ba giải thích cho con đi. Yeah, how does that make sense, you know? And here's something that I want to share with us is this is in that moment as an older sibling, trong cái giây phút đó mà trong gia đình đó thì chúng ta thấy rằng cái đứa con cả hay là cái người anh chị lớn ở trong nhà. Taking that fault or taking that blame or taking that punishment for your younger sibling who truthfully may not have known or may not have had life to know what they did. Ba đã nhận tội và chịu phạt cho em của mình bởi vì lúc đó nó có thể nó không biết cái việc nó làm. In that moment you get angry that oh I had to take the blame. Ở trong giây phút đó chúng ta cảm thấy rằng mình giận là bởi vì chính mình phải nhận cái lỗi mà mình không phạm. But then you know in that moment when your younger sibling comes up to you in tears like I'm sorry, thank you. Lúc đó thì chúng ta thấy rằng cái đứa em của mình nó chạy đến và nó tức tưởi nó khóc và nó rằng cảm ơn anh chị đã nhận cái lỗi đó cho em. You know, until we get to that and say thank you to the Lord, to Jesus for what we've done, we'll just be the ungrateful younger sibling that just said, "Yeah, take my punishment for me."
cho đến chừng chúng ta nhận đi cái công việc mà Chúa Giê-xu đã nhận để gánh thay nợ tội của chúng ta, thì chúng ta sẽ giống như là những cái đứa em không có biết ơn đó, và nói rằng chuyện đó cũng không có gì là quan trọng để anh chị đã nhận cái hình phạt cho lỗi lầm của em. If you're in the room and you're a Christian, you're a believer. Nếu chúng ta có ở trong phòng này và chúng ta là những người tin Chúa, là một cơ đốc nhân, this is what you should be thankful for. Đây là điều mà chúng ta đáng lý phải tạ ơn Chúa. That we have a heavenly Father who loves us that much. Là chúng ta có một Cha thiên thượng ngài yêu chúng ta đến như vậy. That much. Ngài yêu chúng ta đến lớn đến như vậy. Now I don't know where my life would be right now if I wasn't a believer of Christ. Tôi không biết cuộc đời của tôi đang ra sao và ở đâu nếu tôi không tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống. I can have some ideas. Tôi có thể có một vài những cái ý tưởng. But truthfully, where I am in life, knowing what God has done for me, I don't want to turn back to a different life. Nhưng mà khi đã tiếp nhận Chúa và biết thấy những điều, kinh nghiệm những điều Chúa Ngài đã làm cho đời sống của tôi không giờ muốn trở lại với cuộc sống trước khi tin Chúa. And maybe in this room, you're sitting here and you're like, I'm hearing this for the first time, and I know that I'm not perfect, but hear me out. We're saying the same thing, all of us in this room. Anh chị em có thể là lần đầu tiên đến nhóm lại ở trong ngày hôm nay đang có mặt ở trong phòng này. Quý vị có thể nói rằng làm sao có thể được vì tôi, đời sống của tôi không có trọn vẹn. Không sao, bởi vì tất cả chúng ta tại đây đều đã từng nói như vậy. Không ai trong chúng ta là trọn vẹn cả. That was just the first portion of John 3:16. Đó chỉ là cái phần đầu của Giăng chương 3 câu 16. On that second part, and this phần thứ nhì, and this is my second point is we are all loved, but not all of us accept His love. Đó là chúng ta tất cả đều được Chúa yêu thương nhưng mà không phải tất cả đều tiếp nhận tình yêu của Chúa. Like we all know what the Lord has done for us. Chúng ta tất cả đều biết những gì Chúa đã làm cho chúng ta. In this room, you can all say that you've heard it at least one time now after I've said it. Trong căn phòng này, trong lúc này, ít nhất là quý vị bây giờ đã biết bởi vì quý vị vừa mới nghe tôi nói. But it's up to you to decide if you want to live in darkness or live in the light. Nhưng mà nó tùy nơi quyết định của chúng ta là chúng ta chọn sống ở trong bóng tối, tiếp tục sống trong bóng tối hay là chúng ta chọn sống trong ánh sáng. Remember in scripture in verse 18 it says there is no judgment against anyone who believes in him, but anyone who does not believe in him has already been judged for not believing in God's one and only son. Chúng ta trở lại câu số 18, chúng ta sẽ thấy rằng ai tin con thì không bị kết án đâu. Còn ai không tin thì đã bị kết án rồi vì không tin đến danh con một của Đức Chúa Trời. And the judgment is based on this fact, God's light came into the world, but people loved the darkness more than the light for their actions were evil. Và câu số 19, sự kết án đó là như thế này, ánh sáng đã đến thế gian nhưng loài người ưa thích bóng tối hơn ánh sáng vì việc làm của họ là xấu xa. You know, when you read this scripture and when you read it on paper and maybe in the version of the Bible that you're reading with the translation, you think, well, I really don't do things that bad. Is it truly considered sin? Chúng ta có thể đọc mà câu kinh thánh này hay là một bản dịch nào đó thì chúng ta nói rằng, oh, cuộc đời của tôi không đến nỗi phạm tội lớn như vậy. But you can know growing up and you know where you're at in life right now, what's good for you and what's not good for you. Nhưng mà chúng ta khi lớn lên thì chúng ta cũng đã học được một điều trong cuộc đời của chúng ta, những gì tốt cho chúng ta và những gì không tốt cho chúng ta. Greed. Ví dụ như là cái sự tham lam. Lust. Hay là cái sự tham dục. Worldly pleasures. Hay là những cái thú vui của thế gian này. Acceptance by the world. Chúng ta muốn được là thế giới này, thế gian này tiếp nhận chúng ta. And cheating and stealing. Chúng ta gian dối, chúng ta trộm cắp. See, when you put it into context like that, a lot of you would say, well, I don't do any of that stuff. No, not me. Not at all. Nếu chúng ta đặt mình vào trong cái như vậy, thì chúng ta nói là, oh, tôi không có phạm những điều đó. But then when you put it into the perspective of how everyday life is for us, you may not call it greed, but you may call it something else. Nhưng mà chúng ta đặt nó vào trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể đặt tên cho nó, đó là sự tham lam, mà chúng ta gọi nó cho một cái từ ngữ khác. You might not call it lust. Chúng ta có thể không gọi nó là một cái sự tham dục. But what does your social media feed look like? Nhưng mà nếu chúng ta thử hình dung trong cái mạng xã hội của chúng ta đó, thì chúng ta thấy nó như thế nào? You might not call it worldly pleasures. Chúng ta có thể không gọi nó là thú vui của trần gian này. But what does your weekend kind of look like? Nhưng mà chúng ta thử hình dung cái cuối tuần của chúng ta thì nó như thế nào? Acceptance by the world. Chúng ta muốn được thế giới này tiếp nhận chúng ta. Have you compromised anything about your own self in order to be accepted by others? Có phải chúng ta đã nhượng bộ để chúng ta đã thỏa hiệp những điều gì đó về cuộc đời của chúng ta để chúng ta được người khác tiếp nhận, thế giới này tiếp nhận không? And I can say this from personal experience. Tôi có thể nói điều này trong cái kinh nghiệm cá nhân của tôi. You can do every single one of those things. Chúng ta có thể làm tất cả những điều đó. You can live a life in sin. Chúng ta có thể sống một đời sống tội lỗi. And I'll tell you this. Và tôi muốn chia sẻ với quý vị điều này. You'll wake up the next day. Chúng ta thức dậy vào ngày sáng hôm sau. Still feeling empty. Chúng ta vẫn cảm thấy trống vắng.
And then you'll go throughout your entire day the next day. Rồi chúng ta sống suốt một cái suốt cả ngày hôm sau đó. Do the same exact thing. Rồi chúng ta lại tiếp tục làm những công việc giống như ngày hôm trước. And then be empty again. Rồi chúng ta lại thấy cái sự trống vắng đó vẫn ở trong đời sống chúng ta. I know there's a satisfaction in the world. Tôi biết những cái thú vui và điều mà chúng ta nói rằng đó là cái sự vui thỏa ở trong trần gian này, trong thế gian này. Trust me, everything in the world is strategically packaged for you to be satisfied by just a little bit first, and then you're saturated by it in your life. Tin cho tôi điều này rằng thế giới này họ tìm cách để họ có thể gói và trình bày cho chúng ta những điều lúc đầu thấy rằng nó là cái điều hấp dẫn, đó là cái điều tốt, đủ cho chúng ta để chúng ta có thể nếm trải ban đầu, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta sẽ gặp trở ngại. At first it seems harmless. Ban đầu thì nhìn thấy rằng cái này là vô bổ, vô hại. Just a birthday party. Nó chỉ là một cái bữa tiệc mà sinh nhật thôi. Just one shot. Thì chỉ cần uống một cốc thôi. Just one Heineken. Hay là một cái lon bia Heineken thôi. Just a little bit of rum and coke, it's okay. Có thể uống một cái ly rượu mạnh mà thôi. A little bit of Hennessy. Hay là một cái cốc Hennessy. Just a little bit. Một chút xíu thôi. Just a party. Nó là một cái bữa tiệc mà. Just one time. Chỉ một lần thôi. Hey, I'll see you next week, right? Yeah, I'll see you next week. Just two times. Và sẽ gặp lần tới nha. Rồi chỉ cần hai lần thôi. And after that, say, hey, I'll see you Monday. Okay, I'll see you Monday too. Right? Rồi lại hứa hẹn sẽ gặp thêm ngày thứ hai nha. Thì chúng ta thấy lại thêm một lần nữa. And then it goes to acceptance of the world. Hey, next time, on me. Và lần sau, là để được tiếp nhận thì đó, lần sau tôi sẽ bao hết. And the next time on you. Và lần sau thì bạn bao nha. And then it just becomes a lifestyle. Rồi cuối cùng thì chúng ta thấy nó dần trở nên lối sống của chúng ta. Remember, it just started just that. Hey, come out for my birthday. Just one little. It's always packaged as one little thing that changes your lifestyle. Anh chị em, nó là như vậy. Thường là bắt đầu với một chuyện rất là nhỏ, nhưng mà rồi nó trở thành một cái lối sống. Just one bad day. Một cái ngày tồi tệ. Just one thing to satisfy this hurt that's in my heart. Một cái điều gì đó để làm êm dịu cái nỗi đau đớn trong tấm lòng của tôi. Just one thing. Chỉ một việc thôi. And then it becomes something that you're dependent upon. Rồi sau đó thì mình nghiện và mình lệ thuộc vào nó. See, here's the thing though. Đây là vấn đề. A lot of people are going to be already put off by what I said, and they're going to say, "Oh, you're that pastor that already thinks that drinking is bad. I'm out of here." Có người trong chúng ta sẽ nói, ôi rồi cái ông mục sư trẻ đó, ông lại nói rằng uống rượu là tội lỗi, cho nên thôi, goodbye, chào. Không, see you later. Sẽ gặp lại sau. No, what I said is, if it's something that you are dependent upon. Tôi muốn nói điều này là nếu nó trở nên là vấn đề chúng ta nghiện và chúng ta bị lệ thuộc vào nó. When you say you're having a tough week, how do you cut back? Khi chúng ta nói rằng chúng ta có một cái tuần rất là tồi tệ, thì làm sao để chúng ta cắt giảm đó? Oh, pastor, don't give me that holy answer. I'm not going to church. Come on, be real. Ôi, ông mục sư ơi, đừng có nói những cái chuyện, cái câu trả lời thánh khiết đó, bị tôi đi nhà thờ. Thôi, mình sống cho nó thật đi. Come on, you don't want to just take the edge off a little bit. It's easier just to chill at home and just a little bit. It's easier, trust me. Không sao mà ngày nghỉ mà chỉ ở nhà thôi, đâu có đi đâu, cho nên uống một chút, mà chơi một chút thôi thì đâu có sao đâu. Hey, you can always... Chúng ta có thể luôn luôn put a band-aid on something that's injured, dán một miếng băng keo cá nhân ở trên một cái vấn đề gì đó. But until it's healed completely, cho đến khi nó được chữa lành hoàn toàn, no band-aid's gonna heal that. Thì không có một cái miếng băng keo cá nhân nào có thể chữa lành cho nó. That's it. Đó là vấn đề. Sự thật. What do you know? Mục sư này còn trẻ, biết cái gì? You think both of us had a perfect life before we were pastors? Quý vị nghĩ rằng cả hai chúng tôi là có một cái quá khứ rất là toàn vẹn sao? We're not trying to pretend in front of a church that we were perfect before we were pastors. Chúng tôi không có giả đò là chúng tôi là những con người toàn vẹn trước khi chúng tôi trở nên mục sư hầu vị Chúa. And nor will I try to pretend that I'm perfect right now. Và tôi cũng không có giả đò là tôi là một cái người đã hoàn hảo trọn vẹn. But every day. À, nhưng mà mỗi ngày I'm trying to be more Christ-like. Tôi muốn trở nên giống như Đấng Christ hơn. Every day. Mỗi ngày I'm trying my best. Tôi cố gắng điều tốt nhất. But I still fail. Tôi vẫn có những cái lúc vấp ngã. And I couldn't figure out why. Tôi không thể nào hiểu nổi. But there's truly a difference between trying and training. Nhưng mà có một sự khác biệt thật giữa cố gắng và được huấn luyện để trở nên.
Do you know that in your house you can constantly say to yourself, "Man, it's really dark in my living room." Chúng ta có thể ở nhà rồi chúng ta nói rằng, "Ồ, cái phòng khách của mình thiệt là nó tối nha." I'll do something about it. Tôi sẽ làm cái gì đó để thay đổi việc này. And the next day, "Man, it's really dark in the living room." À, ngày hôm sau chúng ta lại than phiền mình nói rằng, "Thiệt, cái phòng khách của mình nó tối quá." Ah, but when I get to it, it's okay. À, khi có thời giờ tôi sẽ giải quyết vấn đề này, không sao. See, unless you're married, it doesn't go that long because your wife's going to sooner or later say, "It's really dark in the living room, right?" Trừ trường hợp là bạn là còn độc thân, nhưng mà nếu mà bạn có vợ, có gia đình đó, thì vợ của bạn sớm sẽ nói, "Thiệt là cái phòng khách của mình nó tối phải không?" You gonna do something about it? Rồi vợ của bạn sẽ nói, "Anh sẽ làm cái gì cho việc này không?" What if you have people in your life that say, "Hey man, your life seems pretty dark right now." À, nếu có ai đó trong đời sống của chúng ta nói rằng, "Ê, đời sống của bạn lúc này thấy tối lắm nha." And do something about it. Ta thay đổi đi. And I'm here, I can help you. Tôi có mặt ở đây và muốn giúp đỡ cho bạn. Sẵn sàng để giúp đỡ bạn. What can I do to help you? Tôi có thể làm gì để giúp cho bạn? Hey, I used to be in the same place as you. Tôi đã từng ở trong cùng một hoàn cảnh giống như bạn. I know what it's like. Tôi đã hiểu và biết nó như thế nào. That used to be me, I know. Đó là tôi trước đây và tôi biết. I lived a life in darkness until I was able to change it and live in light. Tôi đã từng sống trong bóng tối và tôi đã thay đổi, bây giờ được sống trong ánh sáng. I want to change it up a little bit. Tôi muốn thay đổi cái hình ảnh một chút ở chỗ này. You know, I talked about how things are packaged in the world to where it's packaged just right, to where just a little bit there's no harm until it keeps going. Như tôi đã nói trước đây, thế giới của chúng ta dường như là người ta gói một vấn đề và trình bày cho chúng ta. Ban đầu nhìn thì thấy nó không có hại gì trong những cái lúc đầu, cái phần đầu của nó. I think I've grown up just maybe a little bit too fast. Có thể là tôi đã lớn lên hơi nhanh hơn tuổi của tôi. Because I really enjoy going to Costco now. Bởi vì bây giờ thì tôi rất là thích đi đến cái chợ, cái siêu thị Costco. I look at the clothes at Costco and I'm like, "Yeah, why not?" Tôi nhìn thấy quần áo bán ở tại chợ Costco và tôi nói rằng, "Oh, cái này là có thể mua và sử dụng nha." There's nothing wrong with it. Không có gì sai hết. You know what gets you at Costco though? Quý vị có biết là cái điều mà nó làm cho chúng ta bị mắc kẹt với cái siêu thị Costco này không? Free samples. Đó là người ta cho chúng ta ăn thử. You can go down one aisle and get like 5 free samples. Chúng ta có thể đi qua một cái hàng và chúng ta thấy rằng ít nhất là có được 5 cái món mà người ta muốn cho chúng ta thử ăn thử. Sam's Club, not too much. Costco, yes. Thì chúng ta đến với lại Sam Club thì chúng ta thấy rằng không có nhiều lắm. Nhưng mà tại chợ Costco thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều. And at Costco, they're really generous. Và tại chợ Costco này thì họ rất là giống như là rời rộng với mình đó. You know, sometimes you go and you're like, "Yeah, can I get another for my wife? She's over there somewhere." They're like, "Yeah, sure. Chúng ta đi và chúng ta ăn một lần xong rồi chúng ta nói rằng cho tôi một miếng nữa nha, một phần nữa nha. Bởi vì vợ của tôi đứng ở đằng kia kìa. Thì nó nói, "Không sao, thì cứ ăn thử." And you push the cart around, you come back, "Hey, my kid wants one too." Rồi mình đẩy cái chiếc xe đi một chút, mình quay trở lại, mình nói rằng, "Con của tôi nó cũng muốn thử một món này." And you're pushing the cart with like 3 of them in your hands, and you just, "Hey." Rồi mình đi và mình có 2-3 phần ở trên tay của mình, mà mình cứ ăn. And it's always just a little bit. Ban đầu nó chỉ là một cái phần rất nhỏ thôi. But they know what they're doing. Nhưng mà họ biết cái kế hoạch của họ, phải không? They know that if you taste just a little bit of that snack, you're going to buy the entire bag. Chúng ta biết rằng chúng ta chỉ thử một chút xíu thôi thì chúng ta cuối cùng mình sẽ mua cả một cái túi lớn. And here's the thing, you go and get free samples, but until you find the one you really like, that's the one you probably get one or two or three of. Chúng ta có thể thử nhiều món khác nhau cho đến khi chúng ta thích cái món nào đó và chúng ta dừng lại và chúng ta nhận thêm 2-3 phần. And typically, và thường thì như thế này, you end up buying the bag afterwards. Cuối cùng chúng ta mua một cái túi lớn. And here's the problem about buying the bag at Costco. Đó là cái năng đề mà chúng ta sau khi thử chúng ta đã mua một cái gói lớn. You may have tried one tiny cup of trail mix like that big. Chúng ta có thể thử một cái món, một cái ly rất là nhỏ, ly giấy rất là nhỏ của trail mix ở trong Costco. But what they end up getting you to buy is like a gallon's bag worth of trail mix. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta đã mua cả một cái gallon của trail mix. And so for me, I found a chocolate covered s'mores trail mix. Thì tôi cá nhân tôi thì tôi đã bị mắc cái bẫy này. Cuối cùng thì tôi đã mua một cái túi rất là lớn của cái
chocolate mà nó bọc ở trên cái trail mix đó. And I said, this is so good. Tôi nói lúc mà tôi thử tôi nói ồ cái này ngon quá. So I did what I did, you know, I got the first cup and came back for the second cup and said my kid what I want and got a third cup. Tôi ăn trước một một ly thử rồi xong tôi trở lại ly thứ nhì và ly thứ ba. And then I ended up buying the bag. Và cuối cùng thì tôi đã mua nguyên cái túi lớn đó. And that bag is massive. Và cái túi ở trong Costco chúng ta biết rất là lớn. And I remember bringing home that bag. Và tôi nhớ tôi xách nguyên cái túi đi đem về nhà. And my wife was like, you're not even going to eat any of that. Thì nhà của tôi lắc đầu và nói rằng anh không có ăn một chút nào của cái món này đâu. I said, yes, I will. Tôi nói rằng chắc chắn ăn chứ mua thì phải ăn chứ. She said, no, you're not. Thì nhà của tôi nói rằng không, anh sẽ không ăn cái món này đâu. And that entire bag sat in my closet in the pantry unopened for months. Và cuối cùng thì cái túi kẹo đó, bánh đó nó ở trong cái tủ đồ ăn của chúng tôi, cái phòng đồ ăn của chúng tôi tháng này qua tháng khác. Sometimes in life when sin happens in our life it starts out little and then all of a sudden it's unnecessary baggage that's part of your life now. Nhiều khi trong đời sống của chúng ta nó bắt đầu làm chuyện rất là nhỏ nhưng mà cuối cùng nó là một cái gánh nặng lớn ở trong đời sống của chúng ta. It just took space on my counter. À, cái túi nào đâu bây giờ nó chiếm chỗ trong cái tủ đồ ăn của tôi mà thôi. I saw it every day. Tôi nhìn thấy nó mỗi ngày. It affected my household because my wife told me every day, you're not even going to eat it. Và nó đã ảnh hưởng đến hôn nhân của chúng tôi vì nhà của tôi cứ nhắc, tôi đã nói rồi anh không ăn nó đâu. And I told her every day, yes I will. Và tôi trả lời liền, tôi nói rằng chắc chắn là sẽ ăn chứ. It's almost like saying, I promise I'll quit. Giống như là chúng ta hứa là tôi sẽ từ bỏ cái nghiện này. You know, at first, you know, when I went to go get the samples, I didn't think that it was like that big of a deal. Ban đầu khi tôi đi ăn thử ở trong Costco, thì tôi nghĩ, cái chuyện này không phải là chuyện lớn đâu. Because the sample's free. Bởi vì người ta cho ăn thử nó miễn phí mà. But then the bag actually cost me like $20-something. Nhưng mà cuối cùng lại mua một cái túi, tôi phải trả hơn $20 cho nó. See, in life. Anh chị em trong cuộc đời của chúng ta. When sin is or temptation is offered to us. Khi tội lỗi hay là sự cám dỗ nó được trình bày cho chúng ta. In the very beginning it seems like oh no harm. Ban đầu chúng ta nhìn chúng ta nói rằng cái này đâu có đến nỗi tệ. Just cheat one time. Mình chỉ gian lận đối với vợ của mình hay là gia đình của mình một lần thôi. Nobody will know. Đâu có ai biết đâu. No big deal. Đâu có phải là chuyện lớn đâu. One time only. Một lần thôi mà. Just steal one time. Đó là chúng ta chỉ ăn cắp một lần thôi mà. Just one time only. Một lần thôi, không sao. Nobody will know. Đâu có ai biết đâu. One time. Không ai biết. What happens when it happens the next time? Nhưng mà chuyện gì xảy ra khi lần thứ nhì? And then the next time. Rồi lần thứ ba. And then it just becomes a part of your life. Và nó trở nên một phần của đời sống của chúng ta. You know, the difference between living in the light and living in darkness. Với cái sự khác biệt ở trong đời sống của chúng ta, sống ở trong sự sáng và sống trong bóng tối. Is when you live in darkness. Khi chúng ta sống trong bóng tối. It's hard to see and hard to tell what your life is really looking like. Rất là khó để chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta nó như thế nào khi chúng ta ở trong bóng tối. There's nothing shining any light in your life. Không có cái ánh sáng chiếu ở trong cuộc đời của chúng ta. You know, I know there's a lot of people that say, "Well, my relationship with God is my relationship with God, and I don't need other people." Có người thì có một cái quan niệm đó là mối liên hệ của tôi với Chúa là mối liên hệ cá nhân của tôi với Chúa, tôi không cần ai khác giúp đỡ. But when you can do life with others who are living in the light while you're living in darkness, they can help you see what it is that is darkness in your life. Nhưng mà thật là tốt để chúng ta nghĩ điều này, những người sống ở trong ánh sáng trong lúc chúng ta đang sống trong bóng tối đó, họ có thể thấy và có thể giúp đỡ cho chúng ta. See, that second point that I had is we're all loved, but not all of us have accepted His love. Điểm thứ nhì mà tôi đã chia sẻ với quý vị đó là tất cả chúng ta đều được Đức Chúa Trời yêu thương, nhưng mà không phải tất cả mọi người đều đáp nhận với tình yêu thương của Chúa. So those that are believers. Những ai là những người đã tin Chúa rồi. What do you do when you see a friend struggling? Bạn làm gì khi bạn thấy một người bạn thân của mình, một người bạn của mình đang gặp sự khó khăn, đang trăn trở với một vấn đề gì đó? Do you just judge them? Chúng ta lên án họ. Just gossip. Để chúng ta đi nói xấu về họ. Just like, you know, create space. Như là chúng ta giữ một cái khoảng cách với họ, không gần gũi họ nữa. What do you do? Chúng ta phải làm gì? What about when it's a family member? Còn
Nếu là người thân ở trong gia đình của mình thì sao? And you know that they're living a completely opposite life than what God wants them to live. Chúng ta biết rằng họ sống ngược lại với những gì họ đáng phải sống. You just give up on them. Chúng ta đầu hàng, chúng ta bó tay với họ sao? No, we don't give up on them. We try, we keep trying. Không, chúng ta không có bó tay, chúng ta không bỏ cuộc, nhưng mà chúng ta cố gắng để chúng ta giúp đỡ cho họ. Then it becomes a little too much of work, and then you're just like, you know what? You live the life you want to live, and when you're ready, I'll be here. Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy rằng khó quá và chúng ta đầu hàng và chúng ta nói rằng thôi thì cứ sống cái lối sống tôi đi, rồi khi nào mà bạn thật cần tôi thì tôi có mặt ở đây sẽ sẵn sàng giúp đỡ. That's not how God did that for us. Không, đó không phải là cách mà Đức Chúa Trời Ngài đối xử với chúng ta. He made the sacrifice before you were even born. Ngài đã bằng lòng hy sinh cho chúng ta trước khi chúng ta sanh ra trong đời này. He set you up for freedom before you were even born. Ngài đã sắp đặt được cuộc đời bạn có thể sống trong sự tự do trước khi bạn sanh ra trong đời này. He never gives up on us. Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta. He never stops loving us. Ngài không bao giờ ngưng yêu thương chúng ta. And how are we supposed to be Christ-like in this world that we live in? Làm sao để chúng ta có thể phản ảnh sự sống của Đức Chúa Giêsu Christ cho thế giới chúng ta đang sống ngày hôm nay? And this is why it's so important for those who are believers to not check out of a message where, oh, I've heard John 3:16 all my life, I know about it. Đây là điều lý do tại sao những Cơ Đốc nhân chúng ta đã từng nghe cái câu Kinh Thánh này, Giăng chương 3:16 này, chúng ta nói, ôi tôi đã nghe rồi, cái câu Kinh Thánh này cũ rồi, và chúng ta đóng kín tâm trí của chúng ta, lỗ tai chúng ta, và chúng ta không nghe nữa. My response would be, that's great. Tôi đáp ứng lại với chúng ta rằng, được, bạn đã biết rồi thì tốt. But until everybody in your family, nhưng mà cho đến chừng tất cả mọi người trong gia đình của chúng ta, everyone in your friend circle, tất cả những người bạn trong vòng tròn của những người bạn của chúng ta, until they're all not living in darkness, you're not done. Cho đến chừng họ không còn sống ở trong bóng tối, bạn chưa xong công việc của bạn đâu. And I think that for many of us as believers and as Christians, we say to ourselves, well, as long as I'm good, I'm good. Đối với chúng ta là những người Cơ Đốc nhân, có nhiều khi chúng ta chọn cái lối sống này, và nếu chừng nào tôi tốt và cá nhân của chúng tôi tốt thì như vậy là đủ rồi. And we read John 3:16 and we stop at John 3:16. Và chúng ta đã đọc Giăng chương 3 câu 16 và chúng ta dừng lại tại đó. But 21 says, but those who do what is right come to the light so others can see that they are doing what God wants. Mà câu 21 nhắc cho chúng ta, nhưng ai làm theo chân lý thì đến với ánh sáng để các việc mình làm trong Đức Chúa Trời được thấy rõ. That just doesn't happen on Sundays. Nó không thiết là chỉ xảy ra trong ngày Chủ nhật mà thôi. I think that many believers, many Christians, many so-called followers of Jesus, you follow Jesus really well on Sundays. Tôi nghĩ rằng có rất là nhiều người đi theo Chúa là quý vị theo Chúa rất là tốt vào trong ngày Chủ nhật. And it's almost like we try to perfect our life Saturday night so when we get to church on Sunday, nobody will know that we're still living in darkness. Giống như là chúng ta dọn dẹp để đời sống của mình thấy nó được hoàn hảo vào tối thứ bảy, để khi mình có mặt mình ngày Chủ nhật thì mọi người đều nghĩ rằng mình đang sống một đời sống thánh khiết. It's like, you know, when you throw a party, you throw everything in the closet because you want everybody to believe that your house is clean. Giống như chúng ta mở một cái party thì chúng ta dùng hết đồ ở trong cái tủ để chúng ta giấu nó. Cho người khác thấy một cái bức ảnh là tôi sống rất là sạch sẽ, gọn gàng ở nhà. It's not clean, it's just hidden. Chị em, nó không sạch mà là chỉ là chúng ta đem giấu nó thôi. I think for many of us, we live a life that's not clean, just hidden. Đối với nhiều người trong chúng ta không sống một đời sống trong sạch, nhưng mà chúng ta chỉ đem giấu nó thôi. See, so how do we get to the point where we are living a different life? Sao để chúng ta có thể sống một đời sống khác biệt? My last point is put your life in Jesus' hands. Điểm cuối của tôi ngày hôm nay đó là hãy đặt cuộc đời của bạn trong tay Chúa Giêsu. So giving up a lifestyle that craves or thrives in darkness in this world. Để chúng ta sống một đời sống mà chúng ta thấy nó đang phát triển, chúng ta đang khao khát những điều thuộc về trần gian này. It's hard. Rất là khó. It's not easy. Không phải là dễ. You know why it's not easy? Chị em có biết lý do tại sao nó khó, không dễ dàng không? It's probably easier to cheat than to work hard. Bởi vì rất dễ để chúng ta gian lận hơn là chúng ta làm việc một cách cần cù và cần mẫn. It's easier to pretend that you're healthy than to actually go to the doctor. Rất là dễ để chúng ta giả đò là mình là người rất là khỏe mạnh hơn là chúng ta đi và khám sức khỏe, gặp bác sĩ khám sức khỏe. Or just like every other Vietnamese person I know is, if I don't go to the doctor, then I don't have. Thì cũng giống như là nhiều người Việt Nam mà tôi biết, đó là nếu tôi không đi bác sĩ khám bệnh thì tôi không có bệnh gì hết. That's not the same with your relationship with God. Đó không phải là
cùng một cách trong mối quan hệ của chúng ta với Chúa. See, and I think that a lot of us think that the portion that I'm talking about living in darkness just happens to be the portion of sin that everyone in the world would be like, that's sin. Và nhiều người trong chúng ta khi tôi nói đến là sống ở trong cái bóng tối thì đó là tội lỗi và mọi người đều nói, đúng rồi, đó là lối sống ở trong tội lỗi. And I want to share with you my personal story before I end. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ một cái kinh nghiệm cá nhân của cuộc đời của tôi trước khi chúng ta chấm dứt. And today was a big day for me. Hôm nay là một cái ngày rất là phước hạnh cho tôi. You know, for those at the church, you know that me being able to stand on stage with my wife to dedicate my son was a big deal. Đó là những người trong hội thánh tại đây biết rằng khi tôi có thể đứng ở trên tòa giảng này cùng với vợ của tôi để làm lễ dâng con cho Chúa ngày hôm nay. Because my wife and I, we struggled with infertility for 3 years. Vợ chồng của chúng tôi đã tìm cách có con và chúng tôi gặp khó khăn suốt cả 3 năm. We prayed to have a child. We trusted in God. Chúng tôi tin cậy Chúa và mong đợi có một người con và chúng tôi đặt hết lòng tin nơi Chúa. And time and time again I would say to myself, don't give up, Sam, don't give up, just trust in God, just trust in God. Tôi cứ nhắc nhở chính mình là đừng đầu hàng, đừng bỏ cuộc, đừng bỏ cuộc, hãy tiếp tục tin cậy Chúa. Do you know that there's a portion of my life where I actually stopped trusting in God and I said to myself, Lord, it might not be in your will for me to have a baby, but that it is what it is. Anh chị em, đó là nếu có cái phần nào trong đời sống của tôi mà có một cái giai đoạn nữa là ngưng không tin cậy Chúa cho một cái điều gì đó, đó là tôi nói với chính mình thôi, như vậy nếu mà ý của Chúa là mình không có con thì thôi, như vậy mình chấp nhận đó. You know, up until that pregnancy that Jeannie had, we had so many complications. Khi chúng tôi cuối cùng có thể vợ của tôi có mang cháu Easton thì chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn về sức khỏe. One day we woke up and she was just bleeding. Một ngày chúng tôi thức dậy thì là nhà tôi bị ra máu rất nặng. Surely the baby's gone. Và chúng tôi nói với nhau rằng, chắc là mất bé rồi. We went to the clinic, emergency visit to the clinic. Chúng tôi lập tức đi đến cái chỗ phòng cấp cứu. On the drive there, I told the Lord, I said, all right, Lord, I guess it wasn't for us. Trên đường đi đến đó thì tôi nói với Chúa ơi, con đoán là chắc như vậy là con không có con rồi. And in that moment, I did lose my trust that God was providing. Và trong giây phút đó thì tôi mất cái lòng trông cậy nơi Chúa rằng Ngài sẽ ban cho. Then we went to the hospital that day, that clinic that day. Chúng tôi đến với lại cái trạm khám ngày hôm đó. It was dark in the room. Cái phòng lúc đó thì người ta đèn nó rất là tối. And the doctor said, you know, let's just check. And I knew on her face she was thinking, yeah. Bác sĩ nói rằng thôi bây giờ mình cứ dò xem và coi, và tôi nhìn thấy trên gương mặt của vị bác sĩ, tôi nghĩ rằng bà nói rằng thôi mình cứ thử tìm, nhưng mà tôi biết là cái gương mặt của bà đã bày tỏ cho chúng tôi một cái điều. I had my head down the entire time and just pool of tears just all over the floor, all over my jeans, just because I was waiting for the doctor to just say, I'm sorry, you've lost the baby. Tôi cúi xuống và nước mắt ràn rụa nhỉu xuống dưới sàn nhà, và tôi chỉ chờ đó là bác sĩ xác nhận một điều, đó là chắc chắn bạn đã mất đứa bé này rồi. And I remember in that moment just telling the Lord, why did you do this to me? Tôi nhớ cái giây phút đó và tôi hỏi Chúa ơi, tại sao Chúa làm cái điều này cho con? And then the doctor said, do you guys want to hear the heartbeat? Thì lúc bây giờ thì bác sĩ là hỏi chứ, muốn nghe nhịp tim của bé không? And I was shocked. My stomach was just in knots in that moment. Và lúc đó thì chúng tôi rất là bối rối, bởi vì có thể nói là ruột của tôi nó đã thắt khúc ở trong ruột rồi đó. Just turn it on and I can remember that the sound of it. I'm a drummer, so I remember it's like engraved in my head. It was just tum 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 tum. And it was at that rhythm. I knew exactly what that rhythm was. And I can mimic it every day because I watched that video. I recorded it when she said, there's still a heartbeat. It's just boom, 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 boom. And that was the sound. And I said, there's no way. Và tôi ở là bác sĩ bắt đầu dặn âm thanh lên. Thì tôi nghe cái nhịp tim, mà tôi là người đánh trống cho nên tôi nghe cái nhịp. Thì tôi biết rằng, nhưng mà tôi nói rằng, không thể nào có thể như vậy. I cried my eyes out. Tôi khóc rất nhiều. As I prayed, I heard the Holy Spirit, I'll finish what I started. Và tôi cầu nguyện với Chúa và tôi nghe Chúa nghe nói với tôi, ta sẽ kết thúc điều mà ta bắt đầu.
to trust in God in tough situations. Để chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Chúa hoàn toàn trong những giây phút khó khăn. And to be able to trust God with your life. Và có thể đặt lòng tin trọn vẹn nơi Chúa đã giao trọn cả cuộc đời của mình cho Ngài. You've got to start somewhere. Chúng ta phải bắt đầu ở một cái chỗ nào đó. You have to. Chúng ta phải bắt đầu ở chỗ nào đó. And you think that the journey was easy? Bạn nghĩ rằng, cái hành trình của chúng tôi là dễ chứ? You think I share that story with you to end it there and tell you that trusting God and that's it, yeah. Quý vị có thể nói rằng, tôi kể cái câu chuyện này để nói quý vị là kết thúc thật là phước hạnh và tuyệt vời. Now, trust and faith. Khi chúng ta đặt lòng trông cậy và đức tin. Means even in the tough times. Có nghĩa là luôn cả ở trong những giây phút khó khăn. Means to cling on to God. Chúng ta vẫn phải bám lấy Chúa. To trust that His will and what He's doing is perfect, not according to what you see, not according to what you want, but according to what He wants. Đến theo thánh ý của Chúa không phải là dựa trên những gì chúng ta mong muốn, nhưng mà là theo ý của Chúa và những điều Chúa muốn. I remember one night, getting a or one morning. Một buổi sáng, tôi nhớ một buổi sáng kia. I got a phone call probably like 7:30 in the morning. Tôi nhận được cú điện thoại vào khoảng 7 giờ sáng. It's hard for me to really pick up the phone at 7:30 in the morning. Rất là khó để tôi có thể bắt điện thoại vào lúc 7 giờ sáng. But I knew if somebody's calling me at 7:30 in the morning, it's not a telemarketer. Tôi biết rằng 7 giờ sáng mà có người gọi điện thoại reo thì chắc chắn là phải là quảng cáo. I pick up the phone. Tôi bắt điện thoại lên. I didn't even look. I just picked up the phone. Hello? Tôi nhấc cái điện thoại lên và tôi không có nhìn cái màn hình và tôi nói rằng alo. And Jeannie, she's crying. Honey, I just got in a car accident. Nhà của tôi nghe âm thanh tiếng của nhà tôi nói rằng anh ơi em vừa mới bị tai nạn xe. She said, the car in front of me it smashed but I'm okay in the truck but I don't know if the baby's okay. Can you get here? And I just remember her saying that she was calm but I could hear her voice shake. Chiếc xe ngoài trước là nó hư hoàn toàn. Chiếc xe ngoài sau nó bỗng em cũng biết là bé có bị mất hay là không mà tôi nhớ cái âm thanh cái giọng nói của nhà tôi trong lúc đó. Jeannie was smashed in the middle of two cars. Chiếc xe của nhà tôi bị đụng mà kể như là bị hư mốp giữa chiếc xe ngoài trước và chiếc xe ngoài sau. I got to the scene. Khi tôi lái xe đến đó, ran to Jeannie, are you okay? Tôi chạy đến nhà tôi và tôi hỏi em có sao không. She goes, I feel okay. Nhà tôi nói rằng em cảm thấy mọi việc ổn. The car in the very front totaled. Cái chiếc xe ngoài trước thì kể như là hoàn toàn hư hại. The car right behind Jeannie, the bumper messed up. Cái chiếc xe ngoài sau thì cái cản ở phía trước là nó bị hư hoàn toàn. The Tundra that Jeannie was driving that day. Cái chiếc xe truck của nhà tôi, chiếc Tundra ngày hôm đó nhà tôi lái đó. Couple scratches. Nó chỉ có một vài cái chỗ bị chảy xước thôi. But I thought for sure, baby's not gonna make it. Tôi nói rằng thôi rồi chắc là bé không thể qua khỏi rồi. Police officers got to the scene. They found out that Jeannie was pregnant. They told us to go to the clinic right away. Khi cảnh sát đến nơi thì họ biết rằng nhà tôi đang có mang thì họ bảo chúng tôi là lập tức đi đến phòng cấp cứu. How do you trust God? Làm sao để chúng ta tin cậy Chúa? In a situation like that. Trong hoàn cảnh như vậy. Not once. Không phải một lần. Twice. Nhưng mà hai lần. How? Làm sao? How do you have faith in God? How do you trust in God when everything in your life or everything in your circumstance looks like God's not there? Làm sao để chúng ta có thể đặt lòng tin nơi Chúa, trông cậy nơi Ngài hoàn toàn khi mọi thứ trong đời sống của chúng ta nói rằng Chúa không có mặt ở tại đây? I learned such a powerful lesson. Nhưng mà đó là một cái bài học rất là lớn đối với tôi. Just because you can't see that He's there doesn't mean He's not there. Không chỉ vì chúng ta không thấy Ngài đang có mặt với chúng ta thì cũng có nghĩa là Ngài không có mặt. And when you tell the Lord, I trust my life in your hands. Khi chúng ta nói rằng con giao trọn đời sống của con trong tay của Chúa. Even when your journey in life is rocky, you still trust that your life is in His hands. Khi hành trình của chúng ta nó trôi sụp và chúng ta gặp những cái chỗ lên lòng thì chúng ta vẫn có thể đặt lòng tin và giao trọn cuộc đời chúng ta trong tay Chúa. So you think the story ends there, right? Chị em nghĩ, chắc là đến chỗ đó là một việc tốt rồi phải không? No, Jeannie is almost probably one month away from having the baby. Em mà chừng khoảng trên dưới một tháng trước khi nhà tôi sanh. A little over a month actually. Hơn một tháng một chút. And I remember I went to go eat lunch with her. We went to a Mexican restaurant that's like two blocks away from her clinic. Và tôi nhớ đi ăn với nhà tôi. Cái tiệm ăn thì nó chỉ cách chừng khoảng hai góc đường. Cách cái chỗ
mà nhà tôi làm việc. She says, go inside, order. I gotta make a phone call, okay? Đi vào trong anh vào trong tiệm đặt thức ăn đi rồi chỉ cần gọi một cú điện thoại. I said, okay, yeah, and I order the food, but after I finish ordering the food, I look out the window and Jeannie's pacing back and forth. Tôi nhớ tôi đặt thức ăn rồi nhưng mà nhìn ra cửa thì cửa kính thì thấy nhà tôi đi qua đi lại. And I'm like, what is going on? Tôi nói trong lòng chuyện gì như thế này. She comes inside. Nhà tôi nhanh chóng bước vào. And she says, hey honey. Nó nói rằng anh ơi. I don't want to scare you. Nó không muốn làm anh sợ. But nhưng mà I'm bleeding and em đang ra máu và also it seems like my water broke, but we're 7 or 8 weeks early right now. Cái túi nước ối nó bị chảy mà còn ít nhất là nhiều tuần nữa để sanh bé. I said, not again, God. Tôi rằng Chúa ơi, đừng để nó xảy ra một lần nữa. Come on, God. Tôi rằng Chúa ơi, đừng để nó xảy ra. I just said, okay, Lord. Nhưng mà tôi nói, rồi Chúa. I didn't trust you the first two times, and you still pulled through. Con đã không có đặt lòng tin Chúa cho hai lần đầu, nhưng mà cuối cùng Chúa Ngài cũng vẫn đã đắc thắng cho chúng con. So I'll trust you this time that everything's good. Lần này con đặt lòng tin nơi Chúa hoàn toàn và tin rằng mọi việc sẽ ổn. We get to the hospital. Chúng tôi đến bệnh viện. Making sure that everything is good. Để đảm bảo là mọi việc ổn tốt. We, Jeannie and I both said to ourselves, we're fine, we're going home, we're good, yeah, no worries. Cả hai chúng tôi nói rằng mọi việc ổn, chúng ta sẽ đi về nhà, không có cần phải ở bệnh viện. They run some tests on Jeannie. Họ đã làm một số những cái xét nghiệm. So, Win family, we just like to let you know that you're not going home. Họ có báo tin cho chúng tôi rằng gia đình họ Win và quý vị không có đi về nhà hôm nay. So what are you talking about? Tôi hỏi bạn đang nói gì, bác sĩ đang nói cái gì? Well, we just want to let you know that yes, it seems like the fluid is her water. Dường như là cái túi nước ối. But it's just slowly dripping, so we're going to keep you in the hospital for about, let's say, like 7 to 10 days. Nó chỉ rò rỉ nước một chút thôi, cho nên chúng tôi sẽ giữ quý vị ở lại đây chừng 6-7 ngày. 7 to 10 days? Well, I don't have any bags packed. What are you talking about? 6 cho đến 10 ngày, tôi không có chuẩn bị quần áo đem theo. Bạn đang nói cái gì? What? Tell me again what's happening. Cho nói lại một lần nữa xem chuyện gì đã xảy ra. She said, well, sir, the doctors will actually tell you, so we're going to take you to the hospital right now. Bác sĩ đã định như vậy, cho nên bây giờ là chúng tôi sẽ đưa quý vị đến bệnh viện. So I just make a phone call. Family, they're keeping us, and they want us to stay here for about a week. Bring everything you can possible. I think the baby's coming in a week, is what they said. Tôi gọi nhắn cho cả gia đình của tôi, các chị của tôi, nói rằng xin làm ơn đem những gì chúng tôi cần đến, và chúng tôi sẽ phải ở lại tại đây và chắc có lẽ cháu Ethan sẽ sanh trong vòng một tuần lễ như bác sĩ nói. 7 weeks early. 7 tuần sớm 7 tuần. They tell us we're going to be there for a week. Họ nói rằng chúng tôi sẽ có mặt ở tại đó trong một tuần lễ. I think Ethan doesn't even make it past like 1 or 2 days inside of the hospital for that long. Mà tôi nghĩ rằng Ethan cũng không có vượt qua được 2 ngày trong cái thời hạn mà họ đã định. You know, Jeannie and I thought, oh, this is gonna be great. We got like a 7-day vacation. We're just gonna chill in the hospital. It's gonna be fine. But no, it wasn't. Things changed. Chúng tôi nói với nhau, an ủi với nhau, nói, oh, chúng ta sẽ có một tuần lễ nghỉ ngơi trong bệnh viện. Chúng ta sẽ ở này có nhiều cái thời giờ nghỉ ngơi tại đây. Nhưng mà việc nó không xảy ra như vậy. And as Easton was born, the doctor looked at me and Jeannie and just said, I don't know if you believe in miracles. Nhưng mà khi cháu Ethan sanh thì bác sĩ nhìn vợ chồng chúng tôi và hỏi rằng tôi không biết là quý vị có tin phép lạ hay không. It is a miracle that your son came early. Thật là một cái phép lạ để cháu sanh sống. Said why? Chúng tôi hỏi tại sao. She said, well, the umbilical cord was wrapped around his neck twice. Cái cuốn rống quấn chung quanh cổ của cháu, xiết cổ của cháu hai vòng. But because he's so little, it didn't really affect him. Nhưng bởi vì cháu còn rất nhỏ cho nên nó không ảnh hưởng đến cháu. And I remember, you know, first baby, I didn't know what she was doing, but I remember her seeing Ethan coming out and she just went and just gave Ethan to my wife. Tôi vì lần đầu tiên có con, nhưng mà nghe thấy vị bác sĩ là quấn trả hai cái vòng rồi giao bé cho nhà của tôi. And he cried the loudest cry and the room was silent for maybe 2 seconds and everybody was worried because they didn't think his lungs were fully developed. Chỉ trong vòng 2 giây đầu thì mọi người nghĩ rằng
cháu không thể khóc được bởi vì cái phổi của nó chưa có là trưởng thành đầy đủ. Nhưng mà cháu khóc một cái tiếng khóc rất là lớn ở trong cái thời giờ đó, trong lúc đó. And it was a miracle. Đó là một phép lạ. And God knows what he's doing. Và Chúa Ngài biết việc Ngài làm. That even in our life that's not perfect. Anh chị em, có nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta thấy dường như không là hoàn hảo trọn vẹn. Even in your time of not seeing the light and being in darkness. Luôn cả những cái giây phút chúng ta không thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, chúng ta đang ở trong một cái hoàn cảnh hoàn toàn đen tối. Even when you feel like you're so far away from God. Chúng ta cảm thấy như là mình đang rất rất xa Chúa. Know that he is there. Nhưng mà hãy nhớ rằng Chúa Ngài know luôn có mặt. Know that he is near to you. Ngài đang rất gần bạn. Know that if you choose to trust and believe in him, he will do things even though you don't see him doing things, he will still be moving. Hãy biết rằng Ngài đang ở đó và Ngài sẵn sàng làm việc. Luôn cả những giây phút bạn không nhìn thấy Ngài bằng mắt của mình, nhưng mà biết một điều là Ngài không ngưng nghỉ việc Ngài làm. I waited 3 years. Và sau khi chờ đợi lên đến 3 năm. Sau 3 năm chờ đợi. 3 years. 3 năm. Every single day. Mỗi ngày. Questioning, asking the Lord. Hỏi Chúa, Chúa ơi tại sao? Seeing other people in my family able to have kids, but Jeannie and I not. Khi thấy các chị ở trong nhà, em ở trong nhà có con, tôi và nhà tôi với Jeannie đã đặt cái câu hỏi là tại sao chúng con lại không thể có con được? You know how difficult that was? Anh chị em có biết nó khó khăn cho chúng tôi đến cỡ nào không? You know how many times I wanted to give up? Có bao nhiêu lần chúng tôi như là muốn bỏ cuộc? It wasn't easy. Không phải dễ. But I trusted in God. Nhưng mà tôi tin cậy Chúa. And I can continue to trust in God. Và tôi có thể tiếp tục tin cậy Chúa. Because I know that he's pulled through for me even when I didn't believe it. Bởi vì tôi biết rằng Chúa Ngài chắc chắn Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng tôi, kết quả sẽ diễn ra mặc dù chúng tôi ban đầu không tin. But how will you know if God can provide for you if you never trusted in him? Làm sao để chúng ta có thể biết rằng Chúa Ngài có thể làm việc cho chúng ta khi chúng ta không tin cậy nơi Ngài? How would you know that God is your savior if you have yet to put your life in his hands for him to save you? Làm sao để chúng ta có thể tin rằng Chúa có thể làm cứu Chúa chúng ta nếu chúng ta không bao giờ đặt cuộc đời của chúng ta trong tay của Ngài? How would you know he has a better plan for your life when you as a Christian are still running your own life? Anh chị em, làm sao để chúng ta biết được rằng, kinh nghiệm được rằng Chúa Ngài có một chương trình tốt hơn cho đời sống của chúng ta khi chúng ta đã là con gái của Chúa rồi, đã tin Chúa rồi, nhưng mà chúng ta vẫn không giao trọn cuộc đời chúng ta trong tay Chúa? That's the hardest thing I think that many Christians. Tôi tin rằng đó là cái điều khó khăn nhất mà mỗi Cơ Đốc nhân. As Christians we say, Lord, yes, I accept you. Lord, yes, I want you to be a part of my life, but Lord, I still want to make the decisions. Đời sống của chúng ta là con gái của Chúa, đã tin Chúa nó rằng phải, con đã đặt lòng tin nơi Ngài, nhưng mà chúng ta thật sự không giao trọn và không tin Chúa hoàn toàn. All of us hate backseat drivers. Tất cả chúng ta đều rất ghét cái người ngồi ở hàng ghế sau nhưng mà vẫn đòi cái quyền lái xe chúng ta. Ooh, watch out. Cố chừng. Watch out. Slow down. Chậm lại, sắp đụng. And you know, they're always the people that hold on really tight. Like, hey, you're safe, just relax. Và chúng ta biết rằng họ là bám vào trong cái ghế phía sau của chúng ta và chúng ta nhìn lại và chúng ta nói rằng, thôi, cứ thư thả, đừng có lo. Oh, it's better if you go this way or that way. Đáng lý ra anh phải rẽ đường này, phải đi ngõ kia. Oh God, I want this, not that. Oh, là Chúa, con muốn cái điều này chứ không phải con không thích cái oh, điều God, đó. Oh God, speed up, you're taking too long. Chúa ơi, nhanh lên, Chúa chậm quá. Oh God, can you actually take everybody else too? Because I really, can you help me? Chúa ơi, xin kéo thêm nhiều người nữa, xin Chúa giúp đỡ cho con. God, why are you going this way? The fastest way for me to get from this place in my life to the next place is if I actually just cheat. Chúa, sao Chúa ngày lâu quá? Con phải chờ đợi Chúa từ đây đi đến cái điểm A, điểm đến điểm B nhanh nhất theo cái ý của con là để cho con gian lận kỳ này là tốt. I've been praying for financial blessings and you're not going to do it for me, so I'll put it in my own hands. Con tin nơi cái việc là không có còn mắc nợ nữa, nhưng mà thấy Chúa ngày chậm quá cho nên con sẽ nắm quyền điều khiển ở trong tay của mình. Con sẽ tự giải quyết. That's where a lot of us Christians are. Đó là nhiều Cơ Đốc nhân chúng ta đã sống như vậy. Why would God need to talk to us if we're going to end up doing whatever we want even if we hear him? Tại sao Chúa cần phải hướng dẫn chúng ta và phán bảo chúng ta khi chúng ta cuối cùng vẫn là tự nắm quyền điều khiển đời sống của mình theo ý của mình mà? As my own life. Trong đời sống cá nhân của tôi. Today, Easton's 9 months old. Hôm nay thì là Easton đã tròn 9 tháng. Remember, I told you that I'm not perfect. Thì tôi nói với quý vị, tôi không phải là người trọn vẹn. 9 months ago, I was still learning how to truly trust in God. 9 tháng về trước, tôi vẫn phải học để tin cậy nơi Chúa.
4 pounds 10 ounces. 4 pound 10 ounce. Smaller than my hand to maybe my wrist. Nhỏ hơn từ đỉnh cái ngón tay giữa của tôi đến giữa cái cánh tay của tôi. Skinny as can be, bones and all. Rất là bé, rất là ốm và chỉ có thấy có xương mà thôi, xương bọc da thôi. As we were praying for him up here. Khi chúng tôi cầu nguyện cho cháu dân con ngày hôm nay ở trên tòa giảng này. 9 months, 20 pounds, my arm was tired. 9 tháng sau bây giờ là cháu nặng 20 cân anh, 20 pound, tay của tôi mỏi luôn. You know, it's not always easy to see what God's doing. Anh chị em, không phải lúc nào cũng dễ để chúng ta thấy những việc Chúa làm. But I trust in God. Nhưng mà tôi đặt lòng tin nơi Chúa. And I know I can trust in God. Và tôi biết rằng tôi có thể đặt lòng tin cậy nơi Chúa. And I only share this message today is because I want to tell you, you can trust in God too. Tôi muốn chia sẻ cái sứ điệp này với một cái ý để mời là quý vị và các bạn cũng có thể đặt lòng trong cậy, tin cậy nơi Chúa. Is it always easy? Có phải luôn luôn là dễ dàng không? No. Chắc chắn là không. If it was easy, would we need God? Mà nếu mà nó quá dễ thì chúng ta đâu cần Chúa phải không? That's why we trust and rely on Him is because we can't do it by our own strength. Chúng ta phải tin cậy và nhờ cậy Ngài bởi vì chúng ta không dựa trên sức riêng của mình được. But let me tell you, someone who has trusted in God in something that I had no control over. Cho tôi chia sẻ quý vị, tôi là một nhân chứng đã bằng lòng đặt lòng tin trong cậy nơi Chúa cho những điều mà tôi hoàn toàn không có quyền kiểm soát. I watched him in the NICU for a week. Tôi nhìn thấy cháu được bà chăm sóc ở trong cái phòng bé sơ sinh mà thiếu tháng. I cried as I watched him in the box. Tôi khóc nhiều lần khi tôi nhìn thấy người ta đặt cháu ở trong cái nôi nhỏ đó. I trust you, God. I trust you. Chúa ơi, con tin cậy Ngài, con tin nơi Chúa. And just like that song we sang today, I love you, Lord. Như lời của bài hát mà buổi sáng hôm nay chúng ta hát đó là con yêu mến Chúa. For your mercy never fails me. Vì sự thương xót của Ngài không bao giờ bỏ rơi con. All my days, mỗi ngày của đời sống của con, I've been held in your hand. Con đã được Chúa bỗng ẩm trong tay. From the moment that I wake up, từ cái giây phút con thức dậy buổi sáng sớm, until I lay my head, cho đến khi con nằm xuống ngủ, I will sing, con sẽ hát of the goodness of God, sự tốt lành của Chúa. You know, I don't know where you're at in life right now. Tôi không biết quý vị đang ở đâu, vị trí nào trong cuộc đời của mình. You might be struggling. Anh có thể đang vật lộn với đời sống. You might even be a Christian and say, Pastor, you hit it right on the nail. I'm struggling. Bạn có thể cũng là chưa là người chưa tin Chúa nhưng bạn nói rằng mục sư đã đánh trúng vào vấn đề. You might even be in this room and say, this is my first time even hearing about Jesus. Có thể lần đầu tiên bạn đang có mặt ở tại đây và được nghe về Chúa Giêsu lần đầu. But man, I'm struggling. Nhưng mà thật, tôi có nhiều cái khó khăn trong đời sống. All of us, tất cả chúng ta, need Jesus. Đều cần Chúa Giêsu. All of us. Tất cả chúng ta. No, it doesn't matter where you are in life. It doesn't matter how long you've been a Christian. I still need Jesus till this day, even though I've accepted Christ long ago. Tôi không biết quý vị đã là tin Chúa bao lâu hay là sống ở trong cuộc đời này bao lâu. Tôi vẫn, cá nhân tôi vẫn tin cậy Chúa trong ngày hôm nay, mặc dù tôi đã là người bắt đầu quyết định tin Chúa nhiều năm về trước. And I want us to stand together. Tôi muốn mời tất cả chúng ta cùng đứng lên. And I want us to pray. Tôi muốn cầu nguyện. There are many of you in this room. Có nhiều người có mặt tại đây trong ngày hôm nay. Who for the first time you are going to accept Jesus to be in your heart. Có thể lần đầu tiên quý vị sẽ tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống và mời Ngài bước vào cuộc đời. But there are many of you in this room who have already accepted Jesus. Mà có nhiều người tại đây bạn đã từng tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. But nhưng mà you're saying to yourself. Bạn đã nói với chính mình. Man, I'm so far from him. Oh, tôi sống rất là xa Chúa. I want to come back to you, Lord. Chúa ơi, con muốn quay trở lại với Ngài. This is what I want to do. I want us all pray the same prayer together. Tôi muốn hướng dẫn quý vị để tất cả chúng ta đều cầu nguyện lời cầu nguyện này chung với nhau. Even if it's your first time. Nếu có thể luôn đây là lần đầu tiên của quý vị. Even if this is your second time. Hay là lần thứ nhì. We all can say the same prayer. Tất cả chúng ta đều có thể cầu nguyện lời cầu nguyện này. And I ask that in this moment, everybody to close your eyes and bow your head and to not look around, to give everybody this privacy that they need with just them and the Lord. Tôi khuyến khích quý vị trong thời gian này chúng ta nhắm mắt, chúng ta tập trung vào và cho phép những người lân cận của chúng ta có những cái giây phút riêng tư để họ có thể cầu nguyện. So let's pray. Chúng ta cùng cầu nguyện. Yeah.
if you're in the room, nếu quý vị có mặt ở tại đây, and these prayers are hitting you, và lời cầu nguyện này chạm đến tấm lòng của quý vị, don't hold back your emotions, đừng cầm giữ nước mắt, if you feel like, hay là cảm xúc, if you feel like you need to cry, nếu chúng ta cảm thấy mình cần phải khóc, cry, cứ khóc. If you feel like you're empty and you just all of a sudden feel His peace, receive it. Nếu bạn cảm thấy là mình đang có cái nỗi trống vắng ở trong lòng của mình, và lần đầu tiên mình cảm nhận được sự thúc đẩy từ nơi Chúa, hãy tiếp nhận. He's real. Ngài rất thật. He's not a man in a book. He's not a myth. Ngài không phải là một nhân vật ở trong Kinh Thánh, cũng không phải là một cái nhân vật tưởng tượng. He's a living God. Mà Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. So let's pray together. Thì chúng ta cùng cầu nguyện. Lord, lạy Chúa, I need you. Con cần Ngài. I'm not perfect. Con không phải là hoàn hảo trọn vẹn. I acknowledge that I make mistakes. Con nhìn nhận điều đó, con đã có những lỗi lầm và phạm trong đời sống. I'm in a difficult place right now in life. Con đang ở trong một chỗ rất khó khăn trong đời sống. I need you. Con cần Ngài. Lord, thank you. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa. For dying on the cross. Đã chịu chết trên thập tự giá. For me. Cho con. For my sins. Cho tội lỗi của con. For my mistakes. Cho những lỗi lầm của con. Even for my future mistakes. Luôn cả cho những lỗi lầm trong tương lai mà con sẽ vấp phạm. And Lord, Chúa ơi, right now, ngay giờ này, I accept your forgiveness. Con xin tiếp nhận sự tha thứ của Chúa. Thank you for your forgiveness. Cảm ơn Chúa cho sự tha thứ của Ngài. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. As you're praying right now, just receive that forgiveness. Trong lúc quý vị đang cầu nguyện trong thời gian này, hãy đón nhận sự tha thứ của Chúa. I know. You're saying to yourself, I'm not perfect. I shouldn't deserve this. Me too. Quý vị có thể nói rằng không. Một sự không hiểu rồi, tôi không phải là người trọn vẹn. Tôi cũng đồng ý với vị, cá nhân tôi cũng không phải là trọn vẹn. You're forgiven. Nhưng mà bạn đã được Chúa tha thứ. Lord, thank you for forgiving me. Cảm ơn Chúa vì Ngài tha thứ tội con. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. Lord, right now. Lạy Chúa, ngay giờ này. I put my life in your hands. Con đặt cuộc đời của con trong tay Chúa. I trust you. Con tin cậy Ngài. It's going to be hard, Lord. Chúa, con biết rằng nó sẽ là điều khó. But I want to give this a chance. I want to give you a chance. Nhưng mà Chúa ơi, con muốn cho cuộc đời của con có một cơ hội. Lord, lead me. Chúa, xin dẫn dắt con. Guide me. Hướng dẫn con. Help me to love on others. Xin giúp đỡ con yêu thương những người lân cận. Help me to be a light in this dark world. Giúp đỡ để con có thể làm ánh sáng cho thế giới tăm tối này. And bring me. Chúa, xin mang con đến others với những người who know you so well. Biết Chúa rõ hơn. And help us to grow in unity. Giúp đỡ để chúng con có thể cùng tăng trưởng trong sự hiệp nhất hiệp một. Yes, Lord. Thưa vâng. Thank you. Chúa, cảm ơn Ngài. For loving us. Đã yêu thương con. Chúng con. Even though. Ngay cả khi. We're not deserving of it. Chúng con không xứng đáng với tình yêu của Chúa. For those of you who are in the room that are Christians and you're saying this prayer. Đối với quý anh chị em là những có mặt ở tại đây, quý vị vừa mới cầu nguyện lời cầu nguyện này. You say this part. Hãy nói lời cầu nguyện. Lord, phần này. I'm coming back to you. Lạy Chúa, con quay trở lại với Chúa. It's been a while. Đã có một thời gian dài. I've been far. Con đã sống xa Chúa. You've been close. Nhưng mà Chúa Ngài vẫn luôn ở bên cạnh. I don't want to live a life in darkness and in light. I just want to live a life in light. Con không muốn sống ở trong bóng tối nữa tối nữa sáng nữa, mà con muốn sống ở trong ánh sáng của Ngài. Help me, Lord. Lạy Chúa, xin giúp đỡ con. To continue to walk on this path that you have. Để tiếp tục bước đi trên con đường mà Chúa Ngài đã ban cho con. I don't want to be lost. Con không muốn lạc mất nữa. I want to be guided by you. Con muốn được Chúa dẫn dắt. Amen. 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 With all eyes still closed. Và tất cả mắt vẫn còn nhắm lại. I just want to ask right now. Tôi xin hỏi trong giây phút này. If it was your first time saying that prayer. Nếu bạn lần đầu tiên bạn cầu nguyện lời cầu nguyện này. Will you just raise your hand? Xin quý vị có thể đưa tay lên. Just raise your hand so that I know who's now in the family. I see your hand. Tôi thấy tay của quý vị. Còn ai khác nữa? Anybody else? Còn ai khác? Anybody nữa? Else? You don't have to be ashamed. Have that faith to say that you say the prayer. Không cần phải xấu hổ. Hãy đưa tay lên. Anybody else? Anybody else? Còn ai khác nữa không? Amen. 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 Now, is there anybody in the room who said the second prayer? You're a Christian, but you're coming back to the Lord. Có ai khác
À, đây là lần thứ nhì mà bạn cầu nguyện lời cầu nguyện này. Bạn đã từng tin Chúa nhưng mà đã sống xa Chúa. Come on, let's see those hands. Raise your hands. Anybody in the room? Nếu đó là bạn, xin đưa tay lên để chúng tôi. I see your hands. Don't be embarrassed. I see your hands. That's it. Tôi thấy có những bàn tay. I see your hands. Anybody else? I see your hand. Tôi thấy tay của quý vị. Amen. 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 Lord, I thank you. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. For what you're doing in this room. Cho những gì Ngài đang làm trong phòng. Lord, I ask that you continue to work in our lives. Lạy Chúa, con cầu nguyện xin Chúa tiếp tục hành động trong đời sống của chúng con. Continue to lead our church. Tiếp tục dẫn dắt hội thánh của chúng. And Lord, as we go to the other side. Để chúng con đi qua bên hội trường. And we enjoy this fellowship meal together. Chúng con cùng dùng bữa chung với nhau. Have your way, Lord. Xin tự do hành động. Have your way. Xin tự do hành động. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. 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 Church, let's give the Lord a round of applause. Chúng ta dâng lên Chúa một tràng pháo tay. If there is anybody in the room that still wants to receive prayer, Pastor Khan and I will stay here to pray, but we want to invite everybody else to head over to the other side in the CLC. Ai có nhu cầu đặc biệt cần được cầu nguyện, Mục sư Khánh và tôi sẽ nán lại đây để cầu nguyện với quý vị, cho quý vị. Còn hội chúng xin mời quý vị qua hội trường để chúng ta cùng dùng bữa chung với nhau. We will see you guys next week. Chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong Chủ nhật tuần tới. For those that want to join us, we will see you on Monday, Tuesday, and Wednesday. Những ai muốn tham dự và trong cái buổi cầu nguyện, xin gặp quý vị từ ngày thứ hai cho đến thứ tư. Amen. Amen. Amen, Church. Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.